Ngọc Ánh xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà vị trí là lô góc, và căn này là nhà dân gửi bán có cái diện tích rất là rộng quý khách hàng ạ. Diện tích là 53m² trên sổ đỏ và hướng nhà là hướng đông nam, giá chào bán là 2,3 tỷ đồng. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng và một lửng mọi người nha. Đây, Ngọc Ánh đang đứng trước vị trí của cuối ngôi nhà này, 50m rất là rộng. Mặt tiền của ngôi nhà đều đã được chủ đầu tư ốp gạch đầy đủ, ốp gạch toàn bộ khu vực mặt tiền mọi người ạ. Ngõ trước nhà đi vào thì là 2m2 và cách cái trục đường ô tô kia. Đấy, theo tay Ngọc Ánh ở đây nó chỉ cách một nhà là ra tới đường ô tô, nó chỉ rơi khoảng tầm 10m là ra tới đường ô tô. Bên cạnh của cái ngôi nhà này có bãi đỗ xe gửi ngày đêm, giá gửi xe thì rất là hợp lý mọi người nha, rất là rẻ. À, vị trí của căn nhà này là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Căn nhà này thì chủ đầu tư ở được 1 năm và đang có nhu cầu chuyển đổi thì là nhờ Ngọc Ánh bán nha mọi người. Cái căn nhà này đây, gửi tới mọi người. Cửa chính của ngôi nhà rất là rộng và chủ nhà nó thiết kế thêm một cái cửa ngách nữa mọi người ạ, rất là thoáng. Đó, đây. Đây là cái cửa ngách. Em không mở đâu. Và đây là cửa chính của ngôi nhà đây, được thiết kế là cửa sắt sơn tĩnh điện, đồng thời là có hoa văn đây. Và phần bên trong cửa nữa, còn một lớp cửa đó là cửa gỗ lim mọi người ạ. Đây nha. Căn nhà được thiết kế 4 tầng và một lửng, giá chào bán 2,3 tỷ hướng nhà đông nam. Sau đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Đây ạ. Đó, rất là rộng đúng không ạ? Đây, Ngọc Ánh đang đứng tầng 1, đây chính là vị trí phòng khách. Với cái diện tích của phòng khách nó sẽ rơi vào khoảng tầm gần 30m² nha mọi người. Và từ khoảng cách từ dưới phòng khách mà đi lên trên tới trần này rất là rộng, rất là thoáng. Bởi nhà này là nhà dân gửi bán cho nên là mọi người có thể về ở ngay được. Bởi vì sao ạ? Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đấy, như mọi người có thể nhìn thấy luôn là cái ngôi nhà này là hoàn thiện xong hết rồi, 100% rồi. Chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Và cái với cái giá cả đồng thời với cái diện tích thì nó là vô cùng hợp lý nha mọi người. Vị trí của ngôi nhà này mà cách với lại bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 3,5 km, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn là khoảng tầm 4 km, và cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm chỉ 2 km thôi mọi người nha. Rất là thuận lợi về giao thông cũng như là về vấn dân sinh xung quanh. Hàng xóm thì cực kỳ thân thiện. Mời mọi người theo em vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Phòng bếp cũng được thiết kế rất là rộng nha. Tủ bếp được thiết kế là gỗ sồi. Đó, toàn bộ khu vực bếp đều đã được ốp gạch 30-60 đến đây rồi. Rất là đẹp, màu sắc cũng rất là nhã nhặn, tạo cho một không gian bếp một cái khoảng không rất là thoải mái, rất là rộng đúng không ạ? Phụ kiện bếp là được chất liệu là inox 304, còn rất là mới nha mọi người. Mặt bếp là được ốp đá đen. Với cái không gian bếp thì rất là rộng. Từ cái phía không gian bếp mà ngăn cách với lại phòng khách đây mọi người ơi, có một cái vách CNC này. Đó, CNC màu trắng mọi người có thể nhìn thấy. Và ở trên phía tầng lửng ở trên kia cũng có một cái vách CNC nữa. Ngôi nhà này được kiến trúc sư thiết kế rất là đẹp. Với diện tích là 53m² thì đấy là trên sổ đỏ mọi người ạ. Còn ở từ phía ở trên tầng 2 được thiết kế là xây đua ra, cho nên là cực kỳ rộng nha. Một lát nữa em Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý khách hàng. Tầng 1 của ngôi nhà gồm có một phòng vệ sinh. Đây. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy quan sát đầy đủ về bồn cầu, lavabo, đầy đủ về hệ thống vòi xịt, vòi chậu và có đầy đủ hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Phòng vệ sinh này thì được ốp gạch lên trên tới tận trần rồi mọi người ạ. Đó, rất là sạch sẽ. Cái cửa ngách này mở ra phía bên ngoài này thì cực kỳ thoáng nha mọi người. Đó, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang. Đây, như mọi người có thể nhìn thấy cổ trụ cũng như là tay vịn cầu thang được thiết kế hoàn toàn là gỗ lim mọi người ạ. Rất là chắc chắn, rất là đẹp. Toàn bộ mặt bậc, cổ bậc của cái cầu thang từ tầng 1 lên tới tầng 4 là được ốp đá đen trắng granite mọi người ạ. Đây chính là phần gác lửng của ngôi nhà mọi người ạ. Đây, mọi người có thể nhìn giúp em. Với cái phần thiết kế gác lửng như thế này thì chủ nhà cũng có một cái ý đồ nho nhỏ,
Cái này là tùy công năng sử dụng. Như ở đây thì mọi người có thể làm phòng học bài riêng cho các bạn nhỏ, hoặc là đọc sách, hoặc phòng làm việc. Nói tóm lại là cái này là tùy công năng. Cho nên Ngọc Ánh sẽ không nói quá sâu về cái căn phòng này nha mọi người. Và đây mọi người có thể nhìn thấy, như em Ánh vừa giới thiệu, ở phía dưới tầng 1 thì ở trên này chủ nhà cũng thiết kế hai vách CNC ngăn giữa hai bên, tạo một cái không gian rất là thoáng, không bị bí bách vào cái căn phòng này nha mọi người. Đó, gạch lát nền toàn bộ của ngôi nhà này kích thước là 60-60. Mặt bậc cổ bậc cầu thang là được lát đá đen trắng granite loại 1 nha mọi người. Đây, như mọi người có thể nhìn thấy, mặt bậc cổ bậc cầu thang là được ốp đá đen trắng, và toàn bộ cái khu vực cầu thang đi lên là đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài cầu thang mọi người ạ, rất là thoáng. Vì cái lô này là lô góc cho nên là cái cửa sổ mở ra cực kỳ thoáng mà không bị ảnh hưởng đến nhà hàng xóm nha. Đây mới là bắt đầu một điều bất ngờ với quý khách hàng với cái ngôi nhà này nha. Để mà nói luôn là từ trước đến giờ ấy, trên tất cả kênh Nhà Tốt của Ngọc Ánh thì không có một cái căn nhà nào mà có cái phòng ngủ rộng như thế này nha mọi người. Đó, với căn phòng ngủ từ trên tầng 2 như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, được thiết kế là xây đua ra, thì là cái diện tích của riêng một cái căn phòng ngủ này thôi nó sẽ rơi vào khoảng tầm 35m² mọi người nha. 35m² à, em xin nhắc lại ạ. 35m² đấy, mọi người có thể nhìn thấy luôn này, chủ nhà có để lại một cái tủ quần áo này, hệ thống đèn ở trần thạch cao các thứ đều được thiết kế đầy đủ rồi, hệ thống sơn tường màu trắng rất là đẹp. Và đặc biệt căn phòng ngủ này có ban công hướng ra bên ngoài rất là thoáng, theo một cái thiết kế vô cùng hiện đại nha. Đây mọi người ơi, wow đấy, ban công rất là thoáng, hướng nhà thì hướng đông nam, mùa đông thì ấm mà mùa hè thì vô cùng mát. Vị trí của cái căn nhà này ở cạnh bên cạnh là có bãi đỗ xe gửi ngày đêm nha mọi người. Đó, trong con phòng ngủ này là chủ đầu tư có để, chủ nhà có để lại điều hòa nha mọi người. Đấy, để lại một chiếc điều hòa. Tầng 2 này thì thiết kế là gồm hai phòng ngủ, thì một gồm một phòng ngủ to và một phòng ngủ nhỏ. Đây chính là phòng ngủ to mà Ngọc Ánh giới thiệu tới khách hàng. Đó, rộng. Phải nói là bước vào cái căn phòng này thôi đã cảm thấy rất là thích rồi. Với những quý khách hàng nào mà của em mà đang thích những cái diện tích rộng và thích hướng đông nam thì nhấc máy lên ngay để gọi cho em nhé, để được tư vấn và được đi xem nhà. Cửa thông phòng đây mọi người ơi, gỗ lim vô cùng chắc chắn. Đó, tầng 2 của ngôi nhà còn một phòng ngủ nữa, còn một phòng ngủ nhỏ này nữa mọi người ạ. Đó, phòng ngủ to thì có thể là dành cho bố mẹ, phòng ngủ nhỏ này thì có thể dành cho con cái hoặc là phòng đơn của ông bà nội, ông bà ngoại chẳng hạn. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Wow, đấy, điều hòa đây mọi người nha. Quá là rộng luôn, cửa sổ thì cũng làm rất là kiên cố, chắc chắn. Cửa sổ thì được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện nha. Đó ạ. Với cái diện tích căn phòng ngủ này nó cũng rơi vào khoảng tầm 10 mét đấy. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà đều là cửa gỗ lim nha. Tầng 2 có một phòng vệ sinh. Tầng 2 của ngôi nhà có một phòng vệ sinh để sử dụng cho hai phòng. Phòng vệ sinh ở đây mọi người có thể nhìn thấy, được chủ nhà là ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần. Có đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống lavabo, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng nha. Tiếp theo mời mọi người lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ, cũng gồm một phòng vệ sinh và hai phòng ngủ, một phòng ngủ rộng và một phòng ngủ vừa vừa. Đây chính là phòng ngủ tiếp theo ở trên tầng 3. Như vậy, bước lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà đã được thiết kế gồm 4 phòng ngủ rồi. Rất là thoáng đấy, phòng ngủ ở trên này cũng có ban công hướng ra bên ngoài.
cảm giác rất là lãng mạn đúng không ạ? Nếu như mà quý khách hàng nào có yêu hoa, yêu cây cảnh thì đây cũng là một vị trí lý tưởng để có thể bày biện trang trí trước cái phòng ngủ của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy ra có thể vừa ngắm xung quanh, vừa có thể ngắm hoa. Trên tầng 3 của ngôi nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy dưới phía chân Ngọc Ánh ở đây là được chủ nhà lát sàn gỗ công nghiệp. Đó. Phòng thì rất là rộng, vẫn có điều hòa nha mọi người. Phòng ngủ này vẫn có một chiếc điều hòa nữa. Hệ thống điện này, hệ thống nước này, nước sạch thì của quận Hà Đông, điện lực Hà Nội đều đã đầy đủ hết rồi. Căn nhà này nó chính xác là rất là đẹp. Mọi người chỉ việc xách vali về và ở thôi. Chủ nhà thì sổ đỏ cầm sẵn trong tay rồi, chỉ việc bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng. Cái màu sàn gỗ này rất là đẹp mọi người ạ. Nhìn rất là sang và tinh tế. Đó. Đây chính là cái căn phòng ngủ thứ tư của ngôi nhà này. Rất là thoáng, 4 phòng ngủ mà những hẳn 2 phòng ngủ rộng thênh thang. Rất là thích. Hệ thống cửa đây. Nhà vệ sinh đây ạ. Nhà vệ sinh ở trên phía tầng 3 thì chủ nhà có làm khác hơn một chút so với tầng 2 nha quý khách. Đây, mọi người có thể nhìn thấy nhà vệ sinh tầng 3 đây. Bồn cầu này, hệ thống lavabo có tủ luôn mọi người nha. Để đồ ở dưới đây. Đấy. Thiết kế rất tỉ mỉ. Phải nói luôn là ngôi nhà này đáng đồng tiền bát gạo đấy quý khách. Diện tích rộng, vị trí đẹp. Bãi đỗ xe thì ngay bên cạnh, quá là hợp lý luôn. Mời mọi người theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy ở đây mà máy đang đứng đó là phía hành lang. Và ở khu vực này hướng lên trên trần là có một cái giếng trời lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, cũng như là có một cái quạt hút gió ở trên đấy, rất là thoáng nha. Trên tầng 4 phòng vệ sinh này là khu vực để máy giặt và vẫn có bồn cầu nha mọi người. Đó, cửa nhà ở nhà vệ sinh thì đều có cửa sổ lấy thoáng. Đây chính là gian phòng thờ. Mọi người nhìn thấy không ạ? Gian phòng thờ chủ nhà thiết kế hẳn một loại gạch màu khác. Rất cảm giác rất là ấm mọi người ơi. Bước vào trong cái gian phòng thờ này vừa ấm này vừa cảm giác như thế nào nhỉ? Nó có một cái gì đấy rất là chỉn chu với cái ngôi nhà này. Có cửa ngách ở phía gian phòng thờ hướng ra phía ngoài, và ngoài đây là ngoài sân phơi mọi người ạ. Có 2 cửa thì ở đây là một cái cửa nhỏ và có một cái cửa to ở bên cạnh nữa này. Đó. Sau đây xin giới thiệu với mọi người, đây là tổng thể khu vực sân phơi của ngôi nhà. Khu vực sân phơi thôi nó cũng rơi khoảng tầm 40 mét vuông rồi. Đó. Mọi người có thể ngắm nghía xung quanh giúp em. Nhìn trên video mọi người cũng có thể nhìn thấy luôn. Có rất là nhiều nhà cao tầng xung quanh, cũng như là dân cư đông đúc. Từ vị trí nhà này mà đi ra tới chợ dân sinh, trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 rất là gần. Phải nói đúng là nếu như căn nhà này nó là thuộc tổ 14 phường Yên Nghĩa thì nó nằm ở trung tâm tổ 14 phường Yên Nghĩa mọi người nha. Bên cạnh là bãi đỗ xe, ở phía bên phải là chợ dân sinh, các trường học. Trên cái phía tầng 4, phía sân phơi của ngôi nhà, quý khách hàng có thể nhìn giúp em, toàn bộ cái phần ngôi nhà này đã được lợp tôn chống nóng nha mọi người. Đó ạ, toàn bộ ngôi nhà luôn. Đây là một cái ưu điểm mà không phải nhà nào cũng có. Rất là rộng, thoáng vô cùng. Nếu như quý khách hàng quan tâm đến căn nhà này, 2 tỷ 300 triệu đồng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Hướng nhà là hướng đông nam và diện tích là 53 m² thì vui lòng bốc máy lên và gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì nhớ ấn like cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng biết, và nhớ bấm vào nút chuông đăng ký kênh để có thể
là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.